Xin chào các bạn, mình là Hà Phương. Chào mừng các bạn đến với chương trình Đại Tiệc Giáng Sinh. Các bạn thân mến, Giáng Sinh sắp tới rồi phải không nào? Giáng Sinh hay còn gọi là Noel, là ngày Chúa Giê-xu chào đời. Vào những ngày dịp như thế này có rất nhiều điều thú vị, như ông già Noel, cây thông Noel, công chúa Tuyết và những chú tuần lộc dễ thương, và rất nhiều điều thú vị khác nữa. Mình rất thích Giáng Sinh vì mình được trang trí cây thông Noel cùng với gia đình, mình được đi chơi, mình được ông già Noel tặng quà. Còn các bạn thì sao? Hãy chia sẻ cho mình nhé. Chúc các bạn có một ngày ấm áp, hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.